những cải biến tích cực trong luật hộ tịch 1 tháng 1 năm 2016. Theo thông tin mới nhất từ bà Lê Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đã có nhiều quy định sửa đổi tiến bộ trong luật hộ tịch mới với mục đích tạo sự tiện lợi cho người dân trong khâu làm thủ tục giấy tờ đăng ký, khai sinh, kết hôn. Những thay đổi mới này được cụ thể như sau: không cần phỏng vấn, duyệt hồ sơ tại quận huyện khi kết hôn với người nước ngoài. Một tin vui cho trường hợp đăng ký kết hôn với người nước ngoài là chỉ tốn khoảng 15 ngày để hoàn tất đăng ký kết hôn, thay vì 30 ngày như trước đây vì khâu phỏng vấn đã được cắt bỏ khỏi danh sách thủ tục. Bên cạnh đó, luật hộ tịch mới còn cho phép chính quyền địa phương, cụ thể là Ủy ban Nhân dân cấp huyện, được giải quyết thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài, bao gồm trường hợp kết hôn với người ngoại quốc. Với nội dung mới, điều chỉnh này sẽ tháo bỏ tình trạng chờ đợi khi phải gửi tất cả hồ sơ kết hôn về Sở Tư pháp như trước đây. Đồng thời, trong những cải biến mới, còn mở rộng thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp xã về các thủ tục hộ tịch. Với quy định như trên, trách nhiệm và năng lực của chính quyền địa phương sẽ được phát huy tối đa. Cấp số định danh công dân khi làm khai sinh. Số định danh cá nhân chính là mã số cấp cho mỗi công dân Việt Nam, với mã số riêng của mỗi người được lưu trữ và quản lý trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong tương lai sẽ cắt giảm được rất nhiều loại giấy tờ. Đây là tiền đề cho mọi sự thuận lợi về các thủ tục hành chính của công dân trong tương lai. Nội dung cải cách của luật hộ tịch liên quan đến mã số công dân là sẽ thi hành cấp đồng thời giấy khai sinh và số định danh cho các trường hợp làm giấy khai sinh. Trường hợp trẻ dưới 14 tuổi, số định danh sẽ được ghi vào giấy khai sinh để lấy làm số thẻ căn cước công dân khi đủ tuổi được cấp thẻ căn cước. Tuy nhiên, hiện tại nội dung trên chưa được thực hiện đồng loạt trên toàn quốc mà đang trong thời gian thí điểm tại 4 tỉnh thành: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Làm khai sinh, kết hôn tại nơi tạm trú, thực thi khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn lưu động. Mở rộng thêm nữa về việc cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch, kể cả nơi tạm trú, thường trú hoặc nơi đang sinh sống. Điểm đặc biệt trong cải tiến luật hộ tịch là chính sách miễn giảm lệ phí đối với gia đình có công cách mạng, hộ nghèo và người khuyết tật. Đồng thời, cán bộ hộ tịch cấp xã sẽ chủ động đăng ký khai sinh lưu động cho những trường hợp đặc biệt như trẻ bị tật, cha mẹ ốm hoặc bị đi tù, v.v. Việc khai tử lưu động cũng được bổ sung đối với các trường hợp người chết không có thân nhân hoặc thân nhân không có điều kiện khai tử. Tương tự đó, việc đăng ký kết hôn lưu động cũng được thực hiện khi hai bên nam nữ thường trú trong địa bàn cấp xã nhưng ốm yếu, khuyết tật, mất khả năng tự đi đăng ký kết hôn. Cắt giảm thủ tục đăng ký hộ tịch. Luật hộ tịch còn có thêm những cải biến về trình tự cũng như số lượng các thủ tục trong đăng ký hộ tịch, nhằm đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân khi đăng ký hộ tịch. Hình thức nộp hồ sơ cũng được mở rộng để người dân lựa chọn, như ngoài nộp trực tiếp, nay có thể nộp qua bưu chính hoặc qua hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến. Bà Lê Thị Bình Minh cho biết thêm, hiện trong khâu triển khai thi hành luật hộ tịch mới vẫn còn gặp phải một số khó khăn, đặc biệt là về thể chế vì thời gian ban hành khá mới mẻ. Để thực thi nhanh những cải tiến mới này, đã có Nghị định 123 và Thông tư 15 được ban hành vào cuối năm 2015. Do ban hành khá sát thời điểm phải thi hành luật, thông tư lại chứa nhiều quy định về thủ tục, biểu mẫu để thực hiện nên cũng gây ra không ít khó khăn. Để giải quyết các khó khăn đó, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động chuẩn bị như tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ song song với việc tuyên truyền cho người dân, đảm bảo về mặt kinh phí, trang thiết bị, cơ sở vật chất, đầu tư công nghệ thông tin để đảm bảo thi hành luật đúng định kỳ.